Kính chào quý vị và các bạn. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng chú ý. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Oan minh chống đỡ, kinh tế Israel tổn thương nặng nề do xung đột kéo dài. Theo VN Express đưa tin, gần một năm chiến sự ở giải Gaza đã gây tổn thương nặng nề cho nền kinh tế Israel, đẩy nhiều cộng đồng cư dân vào nguy cơ đói nghèo. Phong trào biểu tình phản đối chính sách cải cách tư pháp gây tranh cãi của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã làm suy yếu nền kinh tế Israel trước khi Hamas phát động cuộc tấn công gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chiến dịch trả đũa nhằm vào giải Gaza sau đó càng đặt gánh nặng lên kinh tế quốc gia Trung Đông. Nền kinh tế Israel từng rất vững chãi nhưng đang lung lay trước xung đột kéo dài quá lâu. Nhà kinh tế Jacques Bendelak, giáo sư danh dự tại Đại học Hebrew của Israel nhận định, đồng thời cảnh báo nguy cơ khủng hoảng và suy thoái nếu chiến sự tiếp diễn. Kinh tế Israel ghi nhận mức giảm 21% GDP trong quý 4 năm 2023, phục hồi 14% trong 3 tháng đầu năm 2024 và tăng trưởng chậm ở mức 0,7% trong quý 2. Ba cơ quan xếp hạng tín nhiệm lớn trên thế giới đã hạ bậc xếp hạng nợ của Israel. Fitch hồi tháng 8 dự đoán xung đột ở giải Gaza có thể kéo dài tới năm 2025. Tổ chức này dự đoán có nguy cơ xung đột sẽ lan sang mặt trận khác. Trọng tâm xung đột gần đây chuyển sang biên giới miền Bắc Israel giáp với Lebanon khi giao tranh với nhóm vũ trang Hezbollah ngày một tăng nhiệt. Xếp hạng tín dụng của Israel vẫn ở mức cao, nhưng giới chức nước này vẫn chỉ trích động thái của các tổ chức xếp hạng. Thủ tướng Netanyahu khẳng định nền kinh tế ổn định và vững chắc, tuyên bố tình hình sẽ cải thiện khi giao tranh kết thúc. Hai động lực tăng trưởng chính của Israel hiện nay là công nghệ, lĩnh vực ít bị ảnh hưởng, và công nghiệp quốc phòng, lĩnh vực có lợi nhờ xung đột. Tuy nhiên, các động lực kinh tế còn lại như du lịch, xây dựng và nông nghiệp đang lần lượt chết dần, theo Bendelak. Kap Laover, tổ chức bảo vệ quyền của người lao động Israel cho biết, nước này đã ngừng cấp giấy phép lao động cho người Palestine sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, dẫn tới tình trạng thiếu hụt lao động trong nước. Trước xung đột, Israel cấp khoảng 100.000 giấy phép cho lao động Palestine trong các ngành xây dựng, nông nghiệp và công nghiệp, song song với hàng chục nghìn người Palestine lao động chui ở Israel. Kap Laover cho hay, hiện chỉ có 8.000 lao động Palestine vẫn được phép làm việc trong các nhà máy thuộc lĩnh vực thiết yếu. Trung tâm kinh tế Tel Aviv ngổn ngang công trình xây dựng dang dở với các tòa nhà chọc trời và dự án giao thông mới hoàn thành một phần. Du lịch cũng giảm mạnh bởi chiến sự khiến những người tới Israel nghỉ mát hoặc hành hương phải thay đổi lịch trình. Từ tháng 1 tới tháng 7, Israel đón 500.000 khách du lịch, bằng 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Du lịch Israel. Hilik Wack, 47 tuổi, phải bỏ công việc hướng dẫn viên du lịch ở Jerusalem vì không có khách. Người này từng đem lại hơn 4.700 USD mỗi tháng cho Wack. Wack bây giờ làm nhân viên bán thời gian tại quầy thông tin ga xe lửa. Người bố hai con từng nhận hỗ trợ của chính phủ trong gần 6 tháng, nhưng hiện đã hết điều kiện nhận tiền. Tôi hy vọng xung đột sớm kết thúc, Wack nói. Giáo sư Bendelak cho hay, 20 năm qua Israel phát triển nhờ chi tiêu bằng tín dụng. Trong khủng hoảng, nhiều hộ gia đình không còn khả năng chi trả khoản vay. Giới chuyên gia cảnh báo rằng chi phí sinh hoạt cao kết hợp suy thoái kinh tế sẽ dẫn tới gia tăng đói nghèo. Các tổ chức nhân đạo ở Israel cho hay nhu cầu đối với các dịch vụ nhân đạo đang tăng lên, nhiều người mới xuất hiện tại các địa điểm nhận thực phẩm cứu trợ. Tại bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại ở Rishon LeZion, thành phố ven biển miền trung Israel, tổ chức phi chính phủ Pigeon Lab mở rộng tấm lòng đang cung cấp miễn phí giỏ hàng gồm trái cây, rau củ và thịt hai lần một tuần. Từ khi giao tranh bắt đầu, chúng tôi đã tăng cường hoạt động lên gấp đôi, Eli Cohen, người sáng lập tổ chức cho hay. Pigeon Lab đã hỗ trợ gần 200.000 hộ gia đình Israel. Những người mới đến nhận hỗ trợ là thanh niên, các hộ gia đình có chồng là quân nhân dự bị, nhiều người thậm chí từng là nhà tài trợ, cũng như tất cả người phải sơ tán, Cohen nói. Giáo sư Bendelak đánh giá triển vọng phục hồi kinh tế của Israel sẽ khởi động mạnh mẽ trở lại khi chiến sự kết thúc, nhưng lưu ý rằng quá trình khởi động sẽ càng chậm và khó khăn hơn nếu chiến sự kéo dài. Israel không kích mục tiêu Hezbollah ném bom cảng Houthi.
Theo báo Pháp Luật, Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 29 tháng 9, dù đang phải oằn mình chống đỡ nền kinh tế ngày càng suy thoái, trì trệ, thế nhưng Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah, Lebanon và ném bom các mục tiêu nhóm vũ trang Houthi, Yemen. Diễn biến cho thấy căng thẳng lan rộng trong khu vực sau cái chết của lãnh đạo Hezbollah Seyed Hassan Nasrallah, theo hãng tin Reuters. Chúng ta cần phải tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào Hezbollah, Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Hossi Halevi nói trong bối cảnh các đòn tấn công ăn miếng trả miếng giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn. Trong ngày, máy bay không người lái của Israel bay lượn trên bầu trời thủ đô Beirut, Lebanon, cùng với các vụ không kích được ghi nhận tại nhiều nơi. Bộ Y tế Lebanon đưa tin các cuộc không kích của Israel ở Lebanon ngày 29 tháng 9 đã làm 58 người thiệt mạng và 110 người bị thương. Israel cũng tuyên bố không kích cảng Hodeidah, Yemen để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi vào Israel trong những ngày gần đây. Bộ Y tế Yemen cho biết có 4 người chết và 29 người bị thương sau cuộc tấn công của Israel. Cũng trong ngày 29 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông sẽ sớm nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông gia tăng sau vụ ông Nasrallah bị ám sát. "Vâng, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy," ông Biden nói với phóng viên. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng chúng ta thực sự phải tránh một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tại các đại sứ quán và nhân viên của chúng tôi muốn rời đi nhưng chúng tôi vẫn chưa làm được. Chúng tôi đang phối hợp với Pháp và các bên khác để xoa dịu căng thẳng, ông Biden nói thêm. Trong ngày, biểu tình bạo lực nổ ra ở Pakistan sau cái chết của lãnh đạo Hezbollah. Các cuộc đụng độ diễn ra vào tối 29 tháng 9 giờ địa phương tại thành phố Karachi, Pakistan khi cảnh sát địa phương cố gắng giải tán những người biểu tình đang hướng về phía lãnh sự quán Mỹ. Video trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát bắn hơi cay khi người biểu tình ném đá và cố gắng vượt rào chắn để tiến vào lãnh sự quán. Nỗi khổ của những người Lebanon phải sơ tán vì hỏa lực Israel. Theo nguồn tin từ VN Express, hiện nay nhiều người Lebanon khó tìm được nơi ở khi sơ tán do chi phí thuê nhà cao và tình trạng quá tải, nhưng cũng không còn lựa chọn quay về. Trong ngôi nhà chỉ đủ chỗ cho một gia đình ở khu vực Kadeb, cách thủ đô Beirut của Lebanon khoảng 12 km, Ahmad Mansour phải chia sẻ không gian với 5 gia đình cùng hoàn cảnh. Giống như nhiều người phải chạy trốn những cuộc không kích liên tục mà Israel giáng xuống Lebanon, ông không còn lựa chọn nào ngoài rời bỏ nhà cửa để tìm nơi an toàn hơn. Đây không phải lần đầu tiên người đàn ông 80 tuổi này phải di tản. Ông từng phải sơ tán khỏi thị trấn biên giới Aitaron, nơi phải hứng chịu những cuộc pháo kích dữ dội của Israel từ khi xung đột Hezbollah-Israel bùng phát, để chuyển đến thị trấn Karazep. Tuổi cao và cần chăm sóc đặc biệt, Mansour mong muốn tránh được cảnh sống trong một ngôi nhà đông đúc với những người di tản khác. Tuy nhiên, mọi chủ nhà mà ông liên lạc đều yêu cầu tiền thuê nhà cắt cổ và đưa ra các yêu cầu khắt khe. Trong một số trường hợp, họ đề nghị ông phải trả trước tiền thuê nhà nhiều tháng, thậm chí cả năm. "Gia đình tôi đã mất 14 giờ di chuyển để đến Beirut. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều người chết và phải ở cùng người thân để trú ẩn trước những cuộc tấn công của Israel, dù năm gia đình khác cũng đã lánh nạn ở đó," ông nói. Làn sóng di tản đã tăng mạnh ở miền đông và nam Lebanon do các cuộc tấn công dữ dội của Israel những ngày gần đây. Bộ trưởng Môi trường Nasser Yassin, người phụ trách điều phối ứng phó tình trạng khẩn cấp của Lebanon cho biết số người phải rời bỏ nhà cửa đã vượt 150.000. Maha Fahad, 30 tuổi, cho hay cô và gia đình sống khá gần tòa nhà bị Israel tấn công trong vụ hạ sát chỉ huy cấp cao Hezbollah, Fuad Su. Hồi cuối tháng 7, gia đình Fahad đã cân nhắc chuyển đi nơi khác nhưng không đủ khả năng trả tiền thuê nhà vì giá thuê quá điên rồ. "Thu nhập từ công việc của tôi chỉ đủ ăn, vì vậy chúng tôi phải ở lại vùng ngoại ô phía nam dù tính mạng luôn bị đe dọa," cô nói. Một người đàn ông có tên Hassan đến từ tỉnh Nabatieh, miền nam Lebanon cho hay người em họ của anh đã mất nhà cửa và kế sinh nhai vì chiến sự, hiện phải vật lộn để trang trải cuộc sống tại Beirut. "Chủ nhà đang làm khó những người phải sơ tán. Giá thuê căn hộ trước đây là 500-600 USD, nhưng bây giờ tăng lên khoảng 1.000-1.300 USD và họ thường đòi đóng trước 6 tháng, Hassan nói.
Lãnh đạo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Lebanon Walid Moussa cho rằng lợi dụng những người sơ tán vì xung đột để trục lợi là điều không thể chấp nhận được, nhưng thừa nhận luật pháp Lebanon vẫn cho phép chủ sở hữu bất động sản tự định ra mức giá riêng mà họ cảm thấy phù hợp. Một số chủ nhà từ chối cho thuê vì lo ngại những người thuê nhà mới sẽ không thể trả tiền nếu xung đột kéo dài. Một số cũng lo ngại người sơ tán là mục tiêu của quân đội Israel và khiến họ bị vạ lây. Nhiều chủ nhà yêu cầu thanh toán trước quá nhiều hoặc áp giá thuê hàng tháng, cao ngất ngưởng đến mức phi lý. Ông Moussa tin rằng chính phủ Lebanon nên ban hành luật cho những tình huống đặc biệt như chiến sự nhằm ngăn chặn chủ nhà tăng giá thuê quá mức. Tình trạng tăng giá cũng xảy ra với các mặt hàng thiết yếu khi thương nhân lợi dụng hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của người sơ tán để thổi giá. Bộ trưởng Yassin cho biết những lý do này đã khiến người sơ tán tìm đến các điểm trú ẩn của chính phủ thay vì thuê nhà, bất chấp tình trạng quá tải. Michael Jong, chuyên gia về Lebanon tại trung tâm Carnegie Trung Đông có trụ sở tại Mỹ nhận định một số cộng đồng không phải người Shiite dường như ngần ngại tiếp nhận số lượng lớn người di tản vì sợ có thành viên Hezbollah trong đó. Một số cộng đồng ở Lebanon cũng lo sợ bị cuốn vào xung đột nếu tiếp nhận những người công khai ủng hộ Hezbollah. Cuộc khủng hoảng sơ tán đã tạo ra căng thẳng rõ ràng giữa cộng đồng Shiite và những người khác ở Lebanon. Các chủ nhà đều sợ bị Israel ném bom khi có người sơ tán, Jong giải thích. Tuy nhiên, nhiều sáng kiến nhân đạo đang được thực hiện. Các trường học, nhà thờ hay thánh đường Hồi giáo đã mở cửa đón người sơ tán, thể hiện tinh thần đoàn kết và nhân đạo vượt qua chia rẽ về tôn giáo, chính trị. Nhiều người dân Lebanon đã quyên góp và phân phát nhu yếu phẩm như sữa trẻ em, tã lót, thuốc men, thức ăn, quần áo, đồ dùng vệ sinh và sản phẩm vệ sinh phụ nữ tới các địa điểm trú ẩn. Giao tranh vẫn tiếp diễn, các cuộc không kích dữ dội của Israel suốt hơn một tuần đã khiến hơn 700 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế, cùng hơn 5.000 người bị thương. Hải Yến cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh Diễn đàn Doanh nghiệp TV để cập nhật nhiều thông tin nổi bật khác. Xin kính chào và hẹn gặp lại!